cũng có người là quên xe đấy. Anh đi đi. Cũng có người quên xe ở chỗ đây đấy. Quên xe là mình được rồi. Đâu nốt mã đi. Nhằm ăn mã thì cũng là được ăn mã rồi. Mình chủ trương đi ăn mã thế là có mã thật. Ê đâu rồi? Phó bí cũng chưa. Cứ nhòm nhòm con má đâm nè. Chiếu đây. Cứ nhòm nhòm con má. Quả đang đình cái nước phó bí đấy nhá. Họ thì họ đang đợi để đình nước phó bí đấy. Đi vào đi. Cứ chiếu đi. Chiếu ra. Dạ, chiếu. Cái này là hỏng rồi đấy. Cái này. Hỏng cái gì? Cái đoạn. Thì mình cũng phải tập nó phép đi. Hả? Tập nó phép hả má? Cũng phải tập nó phép đi, không thì họ bảo mình không biết nó phép đi. Hả? Lại bảo không biết nói phép. Không nói phép cũng phải tập đấy. Không tự nhiên nói được đâu đúng không? Chết được, thôi được rồi. Ôi, đang dình cái nước phô bí này đây này. Mình chạy xe này mình bị bí ngay đấy. Một đổi hai, một con xe đổi lên hai con pháo. Chạy xe này bị bí ngay không được. Phải ăn đi. Rồi. Xài nè, hỏng ngay. Nhìn có ví đâu rồi. À, chỗ này nè. Chỗ đây, xong. Ở đây thì bị phô bí. Bỏ đây đi. Đây đi.
vào đây đều vậy. Ai rồi? Bán xe rồi. Bán xe rẻ đều bị bán đúng em không? Em không mua đâu, em không mua xe. Không mua thì thôi. Mua xe. Tiền đâu mà mua xe. Hả? Mới bán xe này. Bây giờ bắt đầu ăn cái con này đi để làm gì? Chứ không cần phải bắt xe làm gì? Không bắt xe à, tức là tiền đâu mà mua xe? À. Mất cái tên kia gọi thượng mất không được. Cái đây thì thượng luôn không được. Ăn thì còn gì nữa đây. Đúng rồi. Chứ thì gọi lại thượng mất đúng không? Ai cho chứ. Cờ bí tí tốt. Đã thế này. Bí lên thì đi. À tao không đi con chỗ này, đi con chỗ nữa. Không bắt thẻ cái con này đi gì. Ôi thôi. Đây là hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ở trên này rồi. Đâu cũng chạy chạy đâu cho thoát quần ít bắt nốt thì con này đi ở đây đây bắt đi bắt đi để bắt con này để bắt con này. Rồi bắt nốt còn gì thì bắt nốt đi bắt nốt còn tốt này xong đi còn sĩ tượng trên xe thì không bắt được nó cứ chạy đúng không. Đèn nó còn tăng thì nó cũng chạy. À, tức là đèn đoán nó vẫn cứ chạy, vượt thì cũng chẳng bắt được nữa.